Ngày 21 tháng 9, lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh Quảng Nam đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường tình trạng sạt lở tại xã Đắc Pre, huyện miền núi Nam Giang, kiểm tra thực tế dịch nứt khu vực đồi núi gần Ủy ban dân xã Đắc Pre. Ghi nhận tại hiện trường xuất hiện dịch nứt có chiều dài khoảng 125 m rộng từ 4 đến 5 m độ sâu từ 1 đến 1,5 m Trước đó, sau khi nhận thông tin từ người dân phản ánh có dịch nứt trên ngọn đồi phía sau khu dân cư, ngay trong chiều tối ngày 19 tháng 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam đã điều động bộ đội phối hợp cùng các lực lượng tại chỗ, khẩn trương di dời 11 hộ dân với 41 nhân khẩu đang sống dưới chân đồi đến nơi an toàn. Sau khi đi kiểm tra thực tế ở hiện trường thì có thể nói là những cái vết nứt trên cái đồi này tôi thấy là rất là nguy hiểm. Vì vậy cho nên là nó đổ xuống lúc nào mình không có lường hết được. Chính vì vậy cho nên tôi đánh giá rất là cao á, là chính quyền địa phương đã kịp thời di dời bà con đến một cái nơi ở an toàn ở đây, chính vì vậy cho nên là giải dạ pháp trước mắt á, thì bà con chúng ta vẫn cứ ở đây một cách ổn định nơi cả đá và uh, cũng vận động bà con là không có trở về lại cái nơi ở cũ bởi vì cái nơi ở cũ này tôi cho là cái nguy cơ nó sập lở có thể bất cứ lúc nào. Hiện nay, các lực lượng quân đội, công an biên phòng đã cử hàng chục cán bộ thường xuyên túc trực tại điểm có nguy cơ sạt lở, cùng chính quyền địa phương tăng cường công tác vận động, đảm bảo người dân không được về lại nơi ở cũ để tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Về lâu dài, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Nam thống nhất phương án bố trí tái định cư, lại nơi ở mới cho 11 hộ dân trong khu vực nguy hiểm. À, tôi sẽ giao trách nhiệm này cho Ủy ban dân huyện uh, Nam Giang và xã Đắc Xe này đó là phải tìm một cái vị trí an toàn để vận động bà con đến đó và thực hiện cái việc tái định cư theo chủ trương của đảng và nhà nước trong một cái tình trạng khẩn cấp này để bà con chúng ta đến một cái nơi ở mới đó nó an toàn hơn lâu dài hơn bền vững hơn lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, lãnh đạo huyện Nam Giang đã đến chia sẻ thăm hỏi, tặng quà động viên cho 11 hộ dân đang ở tạm trong trường mẫu giáo của xã Đắk Rè.